Chào các bạn, nếu như bạn đã từng sử dụng Beauty Blender thì bạn sẽ biết là giặt cái em này nó hoàn toàn không dễ. Mà nếu như không giặt thì chắc chắn là cái da mặt của bạn nó sẽ bị breakout ngay. Vậy thì nhân dịp là tối hôm qua lớp vừa học xong và Rư có một rổ Beauty Blender bẩn ở đây, thì Rư sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà giặt cái Beauty Blender này làm sao cho tiết kiệm thời gian nhất mà vẫn sạch nhất nha. Rồi bây giờ nói về những cái sản phẩm chính thống của hãng Beauty Blender sản xuất thì có hai cái em giặt ở đây, một em là dạng dung dịch lỏng và một em là dạng xà bông. Thì em xà bông này ngày xưa Rư có dùng rồi và phải nói là nó rất là hao. Trong một thời gian ngắn thôi mà cái cục này của Rư nó đã lõm cơ số, nó còn có chút xíu thôi đây. Nhưng mà được một cái lợi là trong này có đi kèm với lại một cái giống như là một cái bàn chải để mà bạn có thể bỏ cái Beauty Blender của bạn lên để bạn chải trong quá trình mà bạn làm sạch ẻm. Nhưng mà hao quá cho nên là sau đó thì Rư mới quyết định là Rư sẽ phải nghiên cứu một cái phương pháp khác. Thì Rư lại tiếp tục order thử cái Beauty Cleanser này. Thì Beauty Cleanser này đỡ hao hơn nhưng mà lại có một cái khuyết điểm rất là to là cái mùi của ẻm nó rất là khó chịu, mùi rất là nồng, mùi hóa chất. Vậy thì clip của ngày hôm nay Rư sẽ chỉ các bạn làm sao để mà giặt với Beauty Cleanser mà cái em mút của bạn nó vẫn thơm. Rồi bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu nha. Lúc này Rư đang đứng ở ngoài sàn nước. Bạn nào mà đã từng đi học trang điểm bên Rư chắc là biết cái góc quen thuộc này rồi ha. Đầu tiên Rư hứng một ca nước nhỏ và cho một chút cái dung dịch Beauty Cleanser vào và đánh bọt lên. Thì đây sẽ là cái bước rửa đầu tiên. Thì cái bước rửa này mình sẽ làm sạch sơ những cái sản phẩm foundation mới ở cái lớp ngoài cùng của cái Beauty Blender. Đây các bạn cứ làm như Rư ha, là nhúng Beauty Blender vào và mình bóp nhẹ. Rồi sau đó mình xả một chút với nước và mình chấm trực tiếp Beauty Blender vào cái dung dịch đậm đặc. Lúc này thì sẽ hơi mỏi tay một chút xíu, nhưng mà nhờ vậy mà cái Beauty Blender của mình nó sẽ sạch sâu hơn. Rồi trong quá trình giặt Beauty Blender thì các bạn nhớ cẩn thận. Mặc dù là kỳ cọ nhưng mà cũng vẫn phải hết sức nhẹ tay ha, tránh sử dụng móng tay bấm vào thì nó sẽ bị rách cái Beauty Blender. Rồi sau khi mà Rư đã làm sạch gần như là toàn bộ cái em Beauty Blender này thì Rư sẽ lấy một cái ca nước khác và cho một vài giọt tinh dầu vào. Các bạn có thể cho bất kỳ mùi nào mà các bạn thích. Riêng Rư thì thích mùi vỏ cam cho nên Rư nhỏ một ít tinh dầu vỏ cam vào ly. Và mình bóp nhẹ cái Beauty Blender vào trong cái nước này thì cái Beauty Blender của bạn nó sẽ không có bị cái mùi nồng khó chịu, và đánh lên trên da thì vẫn sạch và thơm. Và cuối cùng đây là kết quả. Một bên giặt rồi, một bên chưa giặt. Yeah! Hy vọng clip này hữu ích với mọi người. Hãy comment cho Rư biết xem thử là cái phương pháp này có hiệu quả với cái Beauty Blender nhà các bạn không nha. Hoặc nếu các bạn có những phương pháp giặt khác cũng comment cho Rư biết với nha. Bye bye!